Cục 2 Hiếu. Trước mặt thì không có đồng đội nào để Nhã về, sau lưng thì khung thành với thủ môn. Làm sao đây? Ôi là la, hậu vệ không còn ai, phải công nhanh nào. Không quan sát trước nên không thấy đồng đội băng lên ở đây. Pha này mà trả về cho Hiếu là nó dứt điểm luôn rồi. Thôi không sao, cơ hội vẫn còn nha. Cục 2 Hiếu. Nếu như pha này mình không đứng đây và giật gót vào thì liệu bóng có vào lưới không nhỉ? Để lại ý kiến trong phần comment nhé.